nhân viên hãng hàng không Trung Quốc xúc phạm hành khách. Hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines đã đình chỉ một nhân viên vì xúc phạm hành khách. Theo trang The Paper, hành khách trên, tự nhận mình là Duyến, cho biết anh đã bị xúc phạm và bị phớt lờ khi đặt câu hỏi bằng tiếng Hoa. Trong đoạn video Đu Duyến quay lại, người đàn ông mặc đồng phục ngồi sau bàn làm thủ tục bay nói với anh, nếu anh muốn làm chó, tôi có thể đối xử với anh như một con chó. Duyến tức giận phản ứng, nói lại đi, ai là chó? Nhân viên này sau đó phàn nàn Duyến làm gián đoạn công việc của mình và không biết cách cư xử như một người đàn ông. Người đàn ông mặc đồng phục là nhân viên mặt đất của China Southern Airlines tại sân bay Changi, Singapore. Trước đó, Duyến nói chuyện với các nhân viên sân bay về giá vé, sau khi được thông báo rằng anh phải trả một khoản phí để được ngồi gần. Lối ra trên chuyến bay CZ546 đến thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 5. Đoạn video được Duyến quay và chia sẻ hồi tuần trước, chỉ vài ngày sau khi hãng hàng không Hồng Kông, Trung Quốc, Cathay Pacific Airways sa thải 3 thành viên phi hành đoàn. Ba người này chế giễu trình độ tiếng Anh của một hành khách trong đoạn ghi âm của một hành khách khác. Cùng ngày 27 tháng 5, văn phòng China Southern Airlines tại Singapore thông báo họ đã gửi lời xin lỗi Duyến về sự cố trên, đồng thời cam kết cải thiện quản lý nội bộ và chất lượng dịch vụ.